Bây giờ cái phần CDN anh xử lý tiếp này. Cái để mà xử lý CDN này thì nó đầu tiên là em phải dùng các class gì nhỉ? MB, MT, PD, PT, tức là padding top, padding bottom ấy. Để em chỉnh trước đã. Sau nó thiếu thiếu tí thì mình mới CDN. Ví dụ như cái hello này nó cách trên một đoạn khá là to. Thì anh sẽ dùng cái hello đây đúng không? Mình dùng cái class tên là margin top 3. MT3. Ở dưới cũng MT3 luôn. Đây là cột phải nữa. Cột phải cách MT3 luôn. Đấy, để cho nó dịch ra một tí. Ctrl V này. Dịch xuống một tí đã. Tiếp đó cái chữ hello dịch xuống dưới một đoạn thì mình để nó gì nhỉ? H1 này. Class bằng MB cạnh ngang 2 đi. Thẻ P dịch xuống một đoạn, thẻ P nhá. Class bằng MB gạch ngang 2 đi. Đấy. Cái thẻ này mình để dịch xuống một đoạn nữa. H4 class bằng MB gạch ngang 1 đi. Đấy. Tiếp đó là mình đến cái phần web service này thôi, khỏi cần. Mình xử lý luôn nhé, bắt đầu CSS luôn. Thứ nhất chữ hello trước này. Nó là H1 nằm trong cột trái. Nằm trong div khối giới thiệu. Như vậy trong CSS mình biết là gì nhỉ? Chấm khối giới thiệu. Chấm cột trái. Cách H1. Đấy, color màu gì, tất cả mọi thứ lấy trong shop hết nhá. Bôi đen này nó là lato line này. Màu chữ đây này. Copy nhá. Phông chữ là 36, line 2 là 50. Thì như vậy là màu trước này, phông gạch ngang family này, lato gạch ngang l này, phông size là 36 pixel, line 2 là 50 pixel, color rồi đúng không? Ơ, thế được rồi đấy. Da chỉ giống trở lên này. Màu chữ chưa nhỉ? Màu rồi. Ngon rồi đấy. Tiếp lên thẻ P nhá. Thì là khối giới thiệu cách P thôi. Chuyển sang shop này. Cứ paste đúng nội dung ở trong này cho anh. Thứ nhất là màu này. Copy mã màu. Thứ hai, line 2 24, phông size 14, lato layer. Đấy. Color paste ra. Line 2 paste ra. Phông size paste ra. Hết chưa? Phông family nữa nhỉ? Lato gạch ngang R. Đây có L đấy. Nhìn ra ngoài mình refresh lại. Uầy, nhìn ngon luôn gì nữa. Sắp giống nó rồi. Thêm một dòng nữa là giống. Đúng cái tiêu đề là giống. Tiêu đề là gì đây? Kiểm tra nhá. Tiêu đề là chữ web design service bôi đen này này. Màu chữ đây. Lại copy. Lato bold 15, line 2 24. Như vậy mình muốn select cho phần này thì mình sẽ phải đặt tên cho nó nhá. Tên là cái gì đây? Panel title cách A. Trong cột phải nhá, thì như vậy mình sẽ viết là gì nhỉ? Chấm khối giới thiệu. Cách chấm cột phải. Cách chấm panel. Cái ngang title. Cách A. Đấy. Color màu vừa copy xong. Đây là anh làm kinh nghiệm rồi thì anh viết là chuẩn luôn. Còn các bạn làm chưa kinh nghiệm thì các viết kiểu gì cũng bị sai ở đâu đấy. Thì nhớ là phải view trên Chrome trước nhé. Thế này. Nếu mà thấy nó nhận rồi. Đây kiểm tra phần tử này. Thấy nó nhận cái này rồi thì mình viết tiếp nhé. Chứ đừng có viết như đúng rồi là về sau không biết là nó đúng hay sai. Nó phải nhận ở đây đã. Nó phải nhận ở cái dòng này đã. Phong family lato phải ngang bầu. Phong size 14 pixel. Không nhớ bao nhiêu. Kiểm tra 15 nhá, line 2 24. 15 line 2 24 pixel. Border
một pixel solid gray. Tất nhiên là không phải gray rồi, nó là cái màu gì đấy, mình phải chấm màu. Lại copy mã màu này, xong rồi paste vào cái gray này, cho để display block nó hiển thị hàng ngang. Giờ em thấy hàng ngang chưa? Cho em chỉnh padding nhá. Công cụ là slide tool này, kéo em có đường đây. Padding trên dưới 17, padding trái phải là 19. Đấy, tương tự như vậy, chỉnh padding thôi. Trên dưới là 17, trái phải là 19. Trên dưới có vẻ nhiều quá nhỉ. Ok, thế như vậy là cái khối này được rồi đây. Đấy. Yeah. Nhìn có vẻ tương đối ổn rồi. Trong là nội dung nhá, thì mình xếp xe, xếp cái file 1.set của mình nữa nhá. Ctrl A, Ctrl C đã. Đấy, cho nó chắc. Nội dung mình refresh lại đã. Nội dung thì nó là cái div tên là gì đó thì mình cũng không biết. Kiểm tra ở đây mình biết được. Nội dung đây, nó là cái div class bằng panel collapse nhá. Thì mình sẽ vậy là copy cái này ra. Khối giới thiệu cách cột phải, cách chấm panel gạch ngang collapse. Sau đó ra Chrome mà viết cho nó chuẩn nhá. Đây, panel collapse. Đây, nhận rồi này. Mình để nó border 1 pixel solid gray. Padding một chút xíu là 10 pixel. Nói chung là padding không nên để cái này mà mình phải đo. Đây này. Padding là 17 thế này. À không phải, nhầm, ở dưới chứ. Padding là 20 này. Cái này là 10 này, như vậy trên dưới 20 trái phải 17. Trên dưới trước trái phải sau. Trên dưới là 20 trái phải là 17 pixel. Còn color thì mình chấm màu luôn, lấy cái màu trên này. Ui, màu này mờ thế nhỉ. Mà kiểu nó tinh tế như thế nhỉ. Sau đó mình xếp thôi. Thế là được, mấy cái chữ này rất đơn giản. Đấy. Bởi vì nó đơn giản là mình chỉ copy cái nội dung cái file CSS từ kia sang thôi. Hiệu ứng thì Bootstrap làm rồi. Copy đơn giản là hiệu các cái thông số ở trong Photoshop vào đây thôi là xong. Như vậy anh đã xử lý xong cái phần CSS cho cái khối này nhá.